Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với chương trình của Mèpeo. Và ngày hôm nay tìm được một người mắt tên là Pakua Team Up à? À, lâu rồi không chơi Pakua cặp đôi ha bạn ơi. Ok. Cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 5 này, khá là mới bạn á. Hai người đề cử 138 người tải. Lucky Minh nghe tên khá là quen các bạn nhé. Hình như tôi chơi cùng bạn này cũng khá là nhiều rồi các bạn ạ. Ok, hình như Pakua Team Up cặp đôi chỉ một là 20 người thôi đúng không? Chứ đâu mở đông người là để coi xem là ai may mắn vào là phòng Mèpeo bạn nhé. Ồ, biết là mở 3 người đâu không ta? Tôi nghĩ bởi 3 người nhỉ, Pakua cặp 3 đi. Mật khẩu là 2309. Đấy, ai nhanh tay thì rồi mà chậm tay thì rồi bạn ơi. Pakua bộ 3 bạn ạ. Đó. Chúng ta không chơi Pakua cặp đôi mà chơi Pakua bộ 3 bạn ạ. Ủa sao mà Pakua gì mà cho? Thế là cho quảng cáo bom chứ. Ôi, giật cả mình thì Pakua cho mấy cái này đang hơi giật mình các bạn ạ. Ok rồi. Xem thử xem là ôi tiếng game to thế. Ngày hôm nay chơi cái map Pakua bộ 3 này xem là như thế nào bạn ạ. Ok. Có MK là người vào phòng đầu tiên này để coi xem ai là người. Ôi trời ơi, toàn những cái tên quen thuộc bạn ạ. Ôi trời ơi. Alo, alo, tên mấy cái nhỉ? Alo, nghe Mèpeo nói bấm số 1 bạn ơi. Lô. Nghe Mèpeo nói bấm số 1 cái nào. Alo, 1 2 3 4. Ê sao lag rồi này. Alo. Alo. Tên mấy nghe Mèpeo nói bấm số 1, nghe Mèpeo nói bấm số 1 nào. Lô. Ông ở đâu ấy? Ok, ôi. Tưởng được gặp những cái người lạ ấy cùng hai ông người quen và bạn ạ. Trời ơi, tưởng được ai chứ. Ngày hôm nay thật ra mắt là map Pakua hợp tác cho nên không mở đông người được. Như mọi khi thôi, lần lượt từng người ra một. Đấy, bình thường là chơi cặp đôi bầm. Qua đây. Nay chơi bộ 3 bạn ạ. Pakua bộ 3 tưởng là có ai mới ý. Hóa ra là hai ông này chơi suốt rồi bạn ạ. Rồi. Né nè. Ok luôn. Pakua cặp đôi mà chơi bộ 3 rồi. Đó, ngộ quá đấy. Ok. Rồi mình tính. Rồi, nhưng mà nhiều khi chơi bộ 3 là khó hơn như cặp đôi rồi. Sao từ. Rồi sao giờ? Bắn tường qua đi. Ok, rồi, qua. Đừng sát vào ngồi. Cái này nhiều khi chơi 3 người là khó hơn chơi 2 người đấy. Phải phối hợp như nhau. Đừng sát ra cho OG nhảy qua đây. Ok rồi, bình tĩnh nha. Đó, ok, qua đây. Rồi, tiếp tục. Ê, bình tĩnh, thứ tư. Gì mà vội vàng vậy? Kìa, chưa qua đã qua rồi là sao? Rồi, ok. Cái này gì đây? Cái này bình thường. Cái này, ê, chính là cái này nhảy qua luôn rồi mà. Cái này... Ủa? Trời! Cái này... Từ. Để thử nhá. Anh nghĩ cái này nhảy qua luôn được mà. Cái này có gì đâu. Trời ơi, cái này dễ mà. Level này là hơi khó hiểm cái gì đấy. Cầm kiếm à? Ủa, cái này thì cặp đôi gì? Cái này hợp tác thì cái này cứ bình thường qua thôi. Ông nạp pro như khi nhảy qua luôn được chứ bạn ơi. Chả cần phải sai kiếm bạn ạ. Đây này, đó. Cái bữa. Rồi em ơi, anh em ơi, rồi. Ở gì ấy, Dino anh áo đen là thôi. Ok bạn ơi, rồi anh em ơi, rồi. Quá đơn giản, có gì đâu. Như này nè, đó. Rồi ok bữa. Ê à, cái lưu sinh bị lỗi à? Sao không hiển thị này? Là lưu cho ta? Chắc là lưu rồi nhở. Cái điểm lưu sinh là không ghi gì, bạn không hiển thị gì bạn ơi. Ơi, bởi cái lưu sinh là hơi hoa bang nha. Này không biết là lưu chưa bạn ạ. Nó không sáng lên này, chắc là lưu rồi đúng không? Chắc là rồi bạn ạ, chắc là rồi đấy. Cứ cho là rồi. Ok mấy người, qua. Ê, cái túi này. Ê, từ. Cái này phải đi cẩn thận nha. Mình tiếp. Ok, qua. Để anh nhỏ luôn. Ok. Rồi. Hợp lý. Nhảy dưới này. Nhảy qua luôn. Ok, mình tiếp. Ê, gì ấy? Đơn giản vậy? What? Ừ ha. Bật tường là mày nè. Ừ ha. Rồi. Lưu sinh nhìn lại nó bật là chắc là lưu rồi bạn ạ. Mong là thế. Ê gì ấy? À cái này phải phù hợp nha. Ê YouTube. Bình tĩnh. Ủa cái này là như nào đấy? Ủa sao nó không bay ra? Từ từ anh thử cách. À bà. Bật công tắc. À anh tưởng là bắn bốc bên kia. Hóa ra là bật công tắc bạn ạ. Ok. Rồi qua đây. Quảng cáo để xem quảng cáo ở lấy tên lửa xuống bóc cái thứ này. Thôi chơi Pakua dùng cái này nó lại dễ quá. Ok. Rồi qua này. Này hai đường luôn. Cho. Ok bè quay lại đúng không? Bè quay lại này.
lòng ngập phết. Ok, mình đi tiếp. Ban này của Lucky Minh ấy, đấy ủa đây này, đấy cái điểm lưu học sinh này mới chuẩn nè, thành ra lúc nãy không biết lưu học sinh chưa, nhiều khi rớt cái là nhảy từ đâu mình ha. À biên đi ơi, để đi với, à đi bắt cua với, à lấy dưa mở chìa khóa gì à, chắc thế bạn ạ, lấy chìa khóa à, ok qua anh em ơi, bay chưa mụ cái này thật ra nhảy qua luôn được á. Cái này nhìn khá đơn giản mình ạ. Ồ nè, khi bắn là cái bốc đổi màu này. À, màu xanh em bùm lại màu này, sẵn chuyển màu xanh. Ờ, à, đây các bạn nhé, đa màu xanh dương nhá. Bùm cái thêm màu xanh nhạt, à, chuyển lại xanh dương lại, ở à, chưa? Lại xanh dương chuyển tím, nó chuyển xanh nhạt lại, à, lại nhỉ? Nó màu cam này, ớ, à, tôi không biết tại sao thế bạn ơi. Cái này từ ngày xưa rồi nhá, cái này từ ngày xưa đã vậy rồi bạn ạ. Tôi không biết giải thích nào, chắc là game thế. Ê, tôi bình tĩnh. Ơi, ơi, giờ sao giờ? À, đây qua được, tưởng không có ai kêu cứu. À, có chỗ cứu này. hơi lú. Mở cửa, ấy quá luôn đó, từ từ thử nhá. À trận đầu trên rồi, không thể qua được. Mở cửa đê. Bắc cua bộ ba. Ok. Rồi mở qua đây. Ok mở qua đây. Rồi. Map cũng nhìn chung là cũng đơn giản bạn ạ, chưa thấy có khó khăn gì bạn ạ, vẫn phối hợp nhịp nhàng, vẫn qua bình thường bạn ạ. Ok bạn ơi, qua chưa. Đấy, qua xong rồi bên này bấm nút mày đúng không, đây đúng không, lưu học sinh đã, tôi cẩn thận trước đã, lưu học sinh trước. Ok rồi, qua bạn ơi, qua à, hết thể lực đấy, 31/100 à, không biết là kia free cái gì nhưng mà tôi không xem quảng cáo được bạn ạ. Cô tiếp, yo, lưu học sinh trước nha, đó, xong quay lại cứu nè, giải cứu, ok, rồi, qua đây, từ lại, ok, rồi, qua, hợp lý, map này nhiều khi chơi đông người cũng được, nhưng mà rất là hỗn loạn mà nha, nếu mà map này chơi đông người thì sẽ rất là hỗn loạn, mình nghĩ rằng khoảng 3-4 người là hợp lý thôi, đông quá rất là hỗn loạn, đông quá nó hỗn loạn lắm bạn ạ, người này chen lấn người kia mệt lắm, cho nên là mở tầm khoảng 3-4 người thôi. Ok rồi anh em ơi, qua. Ủa sao Lucky Minh qua nào, à còn hai người cũng qua nhỉ, chắc bắn hai người qua luôn. Ok nhớ thêm cái gì đấy, này chắc phải nhảy xuống rồi, chắc giải mã rồi mày, đoạn này chắc giải mã rồi, tìm cần gà tìm chìa khóa rồi. Ở đây có mấy cái gì đây, cái này nhảy qua được không? Cái này không chui qua được bận á. Đặt cái gì lên trên này bận ơi. Phải tìm một cái gì đấy ở dưới mấy cây này. Để ý mấy cây này, đó. Để ý dưới cây này có dương tiếp này. Dương ở sàn đúng không? Ở sàn à? À đây là sàn, à dây leo này. Ê! Tất cả thu thập dây leo đặt lên đây nhá. Đặt đây này, đó. Đặt ở giữa nè. Ai nhặt được bao nhiêu dây leo cứ đặt hết ở giữa nè. Đây dây leo này. Ai đùa đấy, ai đùa, chưa. Thì hôm hai cái nữa tìm hết đi. Đủ mới qua nha, không đủ không qua nha. Ai có dây leo bờ cứ đặt đi, anh hết rồi, anh chưa tìm. Ê, có một cái này, anh có một cái rồi. Sao nhảy được không? Không được, mới được đấy, không được à? Vẫn thêm một cái. Có đủ chứ, đủ. Ok, coi lên anh em ơi. Lên. Rồi. Đi em giải mã, từ bấm nút gì này? Ủa, cái bấm nút gì nhỉ? Cái này nhảy qua luôn rồi mà. Trời ơi. Cái này nhảy dễ mà. Có gì không? Có gì không? Mở cửa đây, có mở cửa đây. Ok. Đoạn này là đoạn bấm thử nào. À ok, đợt giữ nguyên nha, bình tĩnh nha. Ồ, gì rớt vậy? Trời, thế mà cũng rớt được á? Đây, ok, qua trước đây. Từ qua xong hết bấm nút nè. Rồi, từ nè. Cái gì nữa? Trời, thế mà cũng rớt được. Ảo ghê ta. Ơ, gì nữa? Một ca lùi đi. Từ từ để anh qua này nhanh này. Đấy, hai người cùng nhảy luôn, đó. Hai người cùng nhảy luôn cho nhanh không? Đó, thế này nhanh này, hầm lý chưa? Đỡ khỏi đợi bạn ạ. Trời, sao này dễ mà ta, sao để rớt được nhỉ?
Bây giờ hai thanh niên nhảy rớt cái kiểu này nhìn bình thường mà, trời ơi nhìn bình thường mà. Ok bạn ơi, rồi qua tiếp bước tiếp. Rồi qua gì đây, hai bên này à, chưa, tôi bên kia. Ok anh đứng cổ vũ nhé, em mẹp ở dưới cổ vũ này, cố lên cố lên cố lên cố lên. Ủa hai bên tự mở cửa, trời ơi này cho hai hai thanh niên tự xử lý đây. Anh cổ vũ cố lên cố lên cố lên, châu 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 mẹ peo ở dưới cổ vũ bấn ơi. Đó, để coi hai thanh niên này. Đấy. Ô kìa gì từ từ, ôi một thấy cái gì văng ra ngoài mà, ôi bị văng ra ngoài kìa, từ từ đừng vội sau lưng kìa, đừng vội nhảy qua mình qua trước, nhảy qua trước. Ok được rồi, nhảy qua. Từ từ để Ogre mở cửa đã, bình tĩnh. Ogre từ 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 ok Ogre lên này, để em đọc lệnh cho Ogre lên. Ủa mà bình tĩnh nào, bình rồi lên này. Ok mở Ogre lên tiếp, từ từ Ogre qua trước, từ từ trời ơi nhảy qua luôn mà. Vội thêm bình tĩnh nghe lệnh mày beo này. Rồi, ok qua đây Ogre, qua đây ok. Rồi sao rồi? Là sao giờ? Thế ơi, vội vàng thế. Mấy ông này vội vàng vậy. Ủa sao mình vội sao qua vậy? À lấy chìa khóa rồi à? À. Đây để mẹ đi, để mẹ cho. Cái này để mẹ đó. Mẹ để mẹ đấy. À, cái này đơn giản rồi, cái này đơn giản. Bạn lại cái này cứ nhảy bình thường nó tự bay qua này. Cái này mình không cần phơi mình nhiều. Chìa khóa, mới chìa khóa. Ok. Mở cửa. Gì đây? Gì đây? Đoạn bờ gì đấy? À lại đường đi bộ à? Cái này đi bộ luôn mà. Này đi bộ luôn chứ. Đơn giản, đơn giản. Ok, lưu thính trước đây. Rồi ok, đứng lại. Rồi. Yahoo. Win à? Win chưa? Đấy, ok, ôi, Win được ăn kim cương này à? À chà, nó cũng được. Map này là ok chứ bạn ạ. À, hôm qua mình bảo các bạn là mèo peo không thể đề cử đúng không? Thì hóa ra bây giờ á muốn đề cử á bấm như này này bạn ơi. Như này này bây giờ á thoát ra là sẽ tự động thoát luôn đúng không? Bây giờ phải bấm đây này. À, viết bình luận, trời ơi. Hôm qua tôi đi hỏi admin các thứ mới biết là đây, bấm đây này. Đấy. Bây giờ phải như này bạn ạ. À. Đấy. Ok, map parkour hợp tác chơi khá thú vị. Không quá khó nếu các bạn phối hợp nhịp nhàng với nhau. Mình nghĩ có thể mở được khoảng 4 người nhé. Mở đông quá là không hợp lý đâu. Ok bạn ơi, rồi. Map này chơi khá là ổn, mình đã mở tầm 4 người chứ vẫn được bạn ạ. 6 người mình nghĩ là hơi loạn đấy. 6 người sẽ hơi loạn nha, 4 người là ok, 2 người hai bên bạn ạ là được rồi. Rồi thì video xin phép được kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.